Khoảnh khắc tài xế lái xe ô tô tông vào xe mô tô của cảnh sát giao thông này khiến những ai chứng kiến không khỏi phẫn nộ. Hai cán bộ chiến sĩ công an đã văng xuống đường bị thương. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tài xế lái xe ô tô 7 chỗ này là Trần Văn Thủy, 31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa, đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào chiều tối ngày 16 tháng 6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương do Thiếu tá Lưu Văn Vĩ chỉ huy làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13, đoạn giao nhau với đường 22 tháng 12, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển số 60LD02891 vi phạm giao thông. Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh cho tài xế lái xe ô tô đi theo hiệu lệnh và biển báo hiệu, nhưng tài xế không chấp hành mà phóng xe chạy vào đường 22 tháng 12 hướng về tỉnh Đồng Nai. Lúc này, tổ cảnh sát giao thông dùng xe mô tô đặc chủng để truy đuổi trên đoạn đường 3 km thì tài xế lái xe ô tô vòng ngược lại chạy vào khu công nghiệp và chạy đường tắt về hướng Đồng Nai. Khi đến đường D743B, tài xế xe ô tô cho xe tông vào xe mô tô của cảnh sát giao thông làm hai cán bộ chiến sĩ văng xuống đường bị thương, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Sau khi tông văng hai cảnh sát giao thông, tài xế xe ô tô tiếp tục cho xe chạy về đến thành phố Di An thì bị cảnh sát giao thông và người dân chặn bắt. Lúc này trên xe ô tô còn có một thanh niên khác cùng quê Thanh Hóa và cả hai cùng khóa cửa xe cố thủ bên trong. Lực lượng công an phải phá cửa xe đưa tài xế về trụ sở công an. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Thủy dương tính với ma túy và đã bàn giao người cùng phương tiện cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý.